Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube Nhà đẹp 274 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nhà Phương Đông. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một mẫu nhà với mã số mới. Mẫu nhà 1 tầng mang mã số BT19121. Đây là mẫu nhà đã được chúng tôi thực hiện và chia sẻ lại hồ sơ thiết kế với chi phí rất ưu đãi, chỉ 1.999.000 đồng. Thay vì phải bỏ ra số tiền hàng chục triệu đồng, gấp rất nhiều lần, thì nay các bạn đã có thể sở hữu ngay một hồ sơ thiết kế chất lượng mà chi phí rất tiết kiệm. Vậy có gì ở mẫu nhà mới này? Xin mời các bạn cùng chúng tôi đi vào chi tiết thiết kế ngôi nhà. Hình ảnh các bạn đang xem là phối cảnh tổng thể nội thất. Với kích thước phủ bì chiều rộng là 16,5m, chiều sâu là 11,5m, diện tích sử dụng là 145m2. Ngôi nhà được bố trí với một phòng khách, một phòng thờ, 3 phòng ngủ, một phòng bếp và 2 vệ sinh. Từ cửa chính bước vào nhà, không gian đầu tiên chúng tôi xin giới thiệu là phòng khách, rộng 30m2. Đây là vị trí kê bàn ghế và hướng đặt kệ tivi. Phòng khách khá rộng rãi và thoáng mát với nhiều cửa sổ xung quanh. Kệ tivi được chúng tôi trang trí ốp gỗ làm điểm nhấn cho không gian phòng khách. Bên cạnh là một tủ rượu nhỏ trang trí, rất đẹp đúng không các bạn? Bên phải phòng khách, hướng phía trước nhà là phòng thờ, diện tích khoảng 12m2. Phòng thờ được đặt tại vị trí rất trang trọng, xung quanh đều có cửa sổ thông thoáng. Thẳng phòng khách đi vào bên trong là khu vực bếp ăn của gia đình. Bếp có diện tích khoảng 16,5m2. Diện tích trên không bao gồm khu vực hành lang chung với phòng khách. Với cách bố trí không gian liên hoàn, liên thông, dạng không gian mở, dù bếp có diện tích cơ bản nhưng thực tế sử dụng lại tạo cảm giác rất rộng rãi. Xin mời các bạn xem thêm một góc nhìn khác của nội thất ngôi nhà. Như các bạn đang thấy trên màn hình, ở góc nhìn này, các phòng ngủ được chúng tôi thiết kế bố trí thành khu riêng, với 3 phòng ngủ số 1, số 2 và số 3. Diện tích 2 phòng ngủ nhỏ khoảng 15m2. Phòng ngủ lớn diện tích 22m2, được thiết kế có vệ sinh riêng khép kín. 3 phòng ngủ đều mở cửa ra hành lang chung, rộng khoảng 1,2m. Cuối cùng là phòng vệ sinh chung của gia đình, diện tích khoảng 4,5m2, được đặt tại vị trí kín đáo, nhưng vẫn rất thuận tiện sinh hoạt cho các không gian xung quanh. Cánh cửa chúng tôi đang đánh dấu là một cửa phụ đi ra sân ướt bên ngoài giúp giao thông vào bếp linh hoạt, đi lại dễ dàng độc lập. Vừa rồi là những giới thiệu tổng quan chung phần nội thất. Sau đây, xin mời các bạn cùng chúng tôi đi vào phần thiết kế ngoại thất của công trình. Hình ảnh mà các bạn đang xem là góc phối cảnh chính của ngôi nhà. Ấn tượng đầu tiên của công trình là sự đơn giản và hiện đại, nhưng rất tinh tế với những đường nét phào chỉ nhẹ nhàng. Nền nhà được tôn cao 5 bậc khoảng 80 phân. Chân đế công trình thiết kế ốp gạch tối màu giúp ngôi nhà khỏe khoắn vững chãi. Tường được trang trí bởi những đường chỉ chạy ngang xung quanh nhà, sơn cùng một tông màu. Màu sắc chủ đạo là màu vi xanh kết hợp sơn trắng nổi bật, nhìn rất thanh thoát. Mái nhà được thiết kế theo kiểu mái Thái, lợp ngói tráng men màu xanh, với 6 tường thu hồi mái, tạo cho ngôi nhà nhiều góc cạnh, nhìn rất hầm hố, đúng không các bạn? Cửa chính đại hội sử dụng cửa gỗ lim, cửa sổ xung quanh là cửa nhôm hệ màu trắng. Tổng quan chung thì đây là một trong những mẫu nhà đẹp, chi phí thi công hoàn thiện được dự toán ở mức trung bình, mà đầy đủ các chức năng phòng cần thiết, rất phù hợp với đa số các gia đình hiện nay. Sau đây, xin mời các bạn xem thêm góc nhìn phối cảnh khác để ngắm tổng quan ngôi nhà. Vừa rồi là những chia sẻ về mẫu nhà 1 tầng mang mã số BT19121. Nếu các bạn thấy đẹp và phù hợp với những yêu cầu sinh hoạt của gia đình mình, thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về bộ hồ sơ mẫu nhà này nhé. Xin nhắc lại, chỉ với 1.999.000 đồng, các bạn đã sở hữu ngay bộ hồ sơ kiến trúc thi công của mẫu nhà này.
Hồ sơ bao gồm đầy đủ ảnh 3D ngoại thất, 3D nội thất và các bản vẽ kích thước của ngôi nhà, từ chi tiết chiều cao, chi tiết mặt bằng, chi tiết mặt đứng cho đến các chi tiết phào chỉ, chi tiết cột, chi tiết cửa, vân vân. Tổng quan chung là hồ sơ kiến trúc đầy đủ chi tiết để các bạn cùng tham khảo đấy ạ. Hãy liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại 0888-625-888 nếu bạn cần tư vấn. Đừng quên ấn nút theo dõi kênh, vì cứ mỗi thứ 6 hàng tuần chúng tôi lại chia sẻ một mẫu hồ sơ nhà đẹp với chi phí cực kỳ ưu đãi đấy ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.